Mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng ba đối tượng cùng trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê vẫn kéo nhau tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy ngay ở khu dân cư. Vụ việc vừa được tổ tuần tra của công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phát hiện bắt quả tang. Ba đối tượng gồm Nguyễn Tân Đức, 39 tuổi, trú phường Chính Gián, Lưu Văn Tân, 32 tuổi và Lê Nguyễn Giặc Khoa, 40 tuổi, cùng trú phường Tân Chính. Vào thời điểm bị bắt quả tang tại số nhà 14/3 Đào Duy Từ, các đối tượng vẫn đang trong cảm giác về ma túy. Vật chứng thu giữ được là một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy đá. Thử test nhanh, cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy đá. Hiện các đối tượng đã được lập hồ sơ để đưa đi trung tâm cai nghiện bắt buộc và vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.